Thành ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm, tuy kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Thành ủy Vĩnh Long đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và có mức tăng trưởng khá. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình có công, hộ nghèo và cận nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Về công tác xây dựng đảng, việc đánh giá, phân tích, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ. Tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội đạt và vượt chỉ tiêu. Tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thành phố Vĩnh Long trong thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực của cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng và thu hút nhà đầu tư nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2023.